Kính chào cộng đoàn. Hôm nay là ngày Chủ nhật 15 tháng 1, Chủ nhật tuần thứ 2 mùa thường niên. Tính theo âm lịch, hôm nay cũng là ngày 25 tháng 12, Chủ nhật cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022. Trong sự hiệp nhất của một cộng đoàn dân Chúa và trong tâm tình hân hoan chuẩn bị đón mừng năm mới, năm Quý Mão 2023, cộng đoàn chúng ta cũng có mặt trong ngôi giáo đường này để hiệp dâng thánh lễ thờ phụng Thiên Chúa là Cha toàn năng, là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ và là nguyên lý của muôn loài. Chúng ta cũng chung lời tạ ơn Thiên Chúa vì muốn ơn lành Ngài đã đổ xuống trên cộng đoàn và trên mỗi gia đình của chúng ta trong suốt một năm qua. Chúng ta nguyện xin Chúa trong năm mới này tiếp tục gìn giữ, chở che tất cả chúng ta và giúp chúng ta trở nên hoàn thiện hơn, biết yêu thương nhau hơn để làm sáng danh Ngài. Trước khi thánh lễ chính thức bắt đầu, chúng tôi kính mời cộng đoàn cùng tham dự một nghi thức mang nhiều tính chất truyền thống của dân tộc Việt Nam trong những ngày lễ Tết. Đó là nghi thức tôn vinh ba ngôi Thiên Chúa và kính nhớ tổ tiên. Và lúc này chúng tôi kính mời ban tế lễ tiến vào vị trí hành lễ. Veneration of ancestors is one of the most popular traditions in our Vietnamese society. Practically all Vietnamese, regardless of their religious affiliations, would have an altar set up at a special place in their homes to honor their deceased forefathers, and they frequently come to bow before it to pay respect to them. The veneration of ancestors, which is based on love and respect for the deceased forefathers, is especially important on the last few days of the departing lunar year, and also on the first 3 days of the incoming one. On these days, members of each family would come together to thank their ancestors for the blessings that they have received throughout the year, and equally importantly, to invite their spirits to return home to celebrate the New Year holidays with the family. Today, as we are prepared to welcome the new year of 2023, the year of the cat, and in keeping with our Vietnamese tradition, we would like to invite all of you to join us in a short ceremony which had two parts. Part one is the glorification of the Holy Trinity, that is God the Father, then God the Son, then God the Holy Spirit. Because he is the creator of the universe and of all mankind, the Lamb of God, the source of love. And part two is the veneration of our ancestors. Thank you for your participation. The ceremony is about to begin. Phần một, tôn vinh ba ngôi Thiên Chúa. Lòng nương theo khói hương bay, thành tâm kính bái ba ngôi Chúa Trời. Ngôi Cha tạo dựng muôn loài, ngôi Con nhập thể cứu người trầm luân. Vì yêu Con, Ngài hiến thân, chết trên thập giá xóa phần tội khiên. Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần, là nguồn sự sống tuôn tràn tình yêu. Tôn vinh ngôi thứ nhất là Cha, glorification of God the Father.
cuộc cùng bài. Thượng hương tôn vinh ngôi thứ hai là con, glorification of God the Son. Cúc cùng bài. Thượng hương. Tôn vinh ngôi thứ ba là Thánh Thần, glorification of God the Holy Spirit. Cúc cùng bài. Thượng hương. Phần tôn vinh ba ngôi Thiên Chúa đến đây đã hoàn tất. Sau đây là phần hai, kính nhớ tổ tiên. Hôm nay là ngày cuối năm, chúng con thắp nén hương trầm trước bàn thờ tổ tiên để tỏ lòng kính mến tri ân. Bởi vì không có ông bà tổ tiên thì không có suối nguồn gốc rễ. Công cha tựa Thái Sơn, nghĩa mẹ như bể cả. Chúng con xin tạ ơn ông bà tổ tiên và các đấng sinh thành đã cho chúng con hiện hữu trên đời và uốn nắn vun trồng cho chúng con nên người đạo nghĩa. Kính nhớ tổ tiên, veneration of ancestors. Cúc cùng bái. Thượng hương. Lễ tôn vinh ba ngôi Thiên Chúa và kính nhớ tổ tiên đến đây đã chấm dứt. Xin quý ông bà trong ban tế lễ rời vị trí hành lễ. Giờ đây kính mời cộng đoàn dành một vài giây phút thinh lặng và tập trung tâm hồn để chuẩn bị tham dự thánh lễ. Thánh lễ bắt đầu, xin mời cộng đoàn cùng với ca đoàn hát ca nhập lễ.
Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Quyền sinh ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng ông bà và anh chị em. Kính chào quý cục của ông bà và anh chị em thân mến. Ngày hôm nay chúng ta đến để dâng thánh lễ tạ ơn đến Thiên Chúa, để chúng ta chào mừng một năm mới tạ ơn Chúa trong năm vừa qua, và xin Chúa tiếp tục chúc lành cho chúng ta trong năm mới. Đặc biệt hôm nay chúng ta có cha Clarence và cha Long. Father, we thank you. Thanks for being here with us. Father Clarence, the pastor at this parish, Ali of Lord, and Father Long, for being here with us today. So we welcome them and thank you for the support. Giờ đây trong niềm hân hoan cũng như tạ ơn và lòng thống hối, chúng ta xin Chúa thứ tha những lỗi lầm để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi ngày. Vì vậy tôi xin được làm Maria trong đời đồng chính, các thiên thần, các thân và anh chị em. Cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dân đưa chúng ta về cõi trường sinh. Dân Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới đường cho người thiên thần. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc mừng Chúa. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày đầu năm mới chúng con họp nhau đây để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa mở lượng hải hà ban cho hết mọi người chúng con trong năm này được bình an mạnh khỏe, túi càng thêm nhân đức, hầu đang hương phúc lộc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách dân số. Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy nói với Aharon và các con ông ấy rằng, khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh ta. Và ta sẽ chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa
Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyển, những gì là đấng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc lấy gì mà mặc, vì chưng dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con đấng ngự trên trời biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Lạy khen Chúa. Nguyện xin lời Chúa thánh hóa mọi người chúng ta trong ngày hôm nay. Cho con vài lời cho những ai mà không có biết tiếng Việt để giải thích với họ một xíu về cái văn hóa Việt Nam. Dear friends, today we celebrate the New Year, we call Lunar New Year, the Chinese New Year, but we are Vietnamese, so we celebrate Vietnamese New Year. So for Vietnamese New Year in our country, in Vietnam, we celebrate 10 days of New Year, a lot of eating, a lot of food, a lot of lì xì, lucky money, a lot of drinking for 10 days. But
In liturgy, we focus on first 3 days of the year. The first day, we give thanks to God. And the second day, we give thanks to our ancestor, our parents. We go and visit our parents or go to the cemetery. And the third day, we pray for the work that we do. Asking the Lord to bless our future, our career, and our business, and so forth. Those 3 days are very important to Vietnamese people. But in the America, we do all three in one, all in one. So today we celebrate, give thanks to God. Like beginning of the Mass, we give thanks and we remember our ancestors. And we continue to ask God to bless all that we are going to do during this year. And in a special way, we thank you, God. We thank God for this parish allowing us, the Vietnamese, to have Mass every, not only every Sunday, but also sacraments, confession, and many, many sacraments we do during the year, wedding and baptism, and so forth. So since Father Clarence is here, the pastor, so we would like to show you our appreciation and thank you for accepting, for allowing us, the Vietnamese community, to have Mass here at this parish, and not only come here to celebrate Mass, but he accept us as a member of this family. Con mới chia sẻ rằng cha Clarence ở đây với chúng ta, ngài đã chấp nhận chúng ta đến với giáo xứ hôm nay, mà không chỉ là đến để tham dự thánh lễ mà thôi, nhưng mỗi người chúng ta là thành viên, là member của giáo xứ này. Nên chúng ta tạ ơn Chúa, con nghĩ đó là điều chúng ta thiết nhất là nên tạ ơn Chúa vào ngày đầu năm. Qua Thánh Kinh, thưa ông bà và anh chị em, Thiên Chúa đã tạo dựng nên loài người và mong muốn mọi người chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Và hình ảnh của Thiên Chúa đó là tình yêu. Thiên Chúa khao khát chúng ta cũng chia sẻ tình yêu chúng ta lãnh nhận được từ Thiên Chúa và chia sẻ với những người xung quanh. Như Thiên Chúa cũng đã nói và hứa với Môi-se rằng họ sẽ kêu cầu danh ta và ta sẽ chúc phúc cho họ. Khi chúng ta đến để cầu xin Chúa thì Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho chúng ta. Đó là điều chúng ta đến trong đầu năm và mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta đến để tạ ơn. Trong sự tạ ơn, chúng ta tìm được sự bình an và sự nâng đỡ của Thiên Chúa. Và trong bài phúc âm ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng nhắc nhở chúng ta, các con chớ áy náy, lo lắng cho ngày mai, vì ngày mai có cái khổ của nó. Chúng ta có cái bài hát là chơi hết đêm nay, mai sẽ hay. Đó, chúng ta thấy, nhưng mà hy vọng chúng ta đừng chơi quá rồi không có ngày mai luôn. Thì hy vọng là chúng ta tiếp tục xin Chúa cho chúng ta. Ở đây bài đọc Thiên Chúa cũng muốn nhắc nhở chúng ta hãy phó thác vào Thiên Chúa. Và đặc biệt năm nay là năm con mèo. Năm con mèo. Vietnamese, we celebrate the year of cat. But for the Chinese, it's the year of rabbit. So I don't know why the Chinese celebrate rabbit and Vietnamese celebrate cat. Người Tàu thì là con thỏ, còn người Việt Nam là con mèo. Chắc Vietnamese, we don't like rabbit, so we choose cat, I guess. But anyway, so năm nay là năm con mèo. Ông bà và anh chị em cũng biết là năm tuổi của con cũng là con mèo, sinh năm 75, con mèo. Và con mèo, thưa ông bà và anh chị em, khi chúng ta đọc tử vi á, thì chúng ta thấy con mèo á, là tượng trưng cho một cái sự nhẹ nhàng, rất là hiền hậu, giống như cha trưởng. Con mèo nó diễn tả sự nhẹ nhàng và chậm rãi, là một cái người rất là chậm rãi. Ví dụ ông bà và anh chị em mà thấy con của mình mà ăn chậm á, mình nói làm sao? Ăn như mèo ngửi. Ăn như mèo ngửi nghĩa là vừa ăn vừa ngửi, nó rất là chậm chạp, nó rất là nhẹ nhàng. Con mèo nó cũng tượng trưng. Ở đây có chị nào là con mèo không? Tưởng mèo giơ lên coi, có chị nào là tuổi con mèo không? Giơ tay lên. Mèo. Ở dưới kia có ai là tuổi mèo không?
mắc cỡ Việt Nam mình sơ sai. Tuổi con mèo là một cái tuổi, những người có tuổi mèo á là rất là nhõng nhẽo, rất là nhõng nhẽo. Nhưng mà nhõng nhẽo nên được nhiều người thương mến, và thương mến mà nhiều khi nó trở nên là cái problems. Nên người ta cứ nói là nếu mà ông nào mà có mấy cái bồ nhí á, gọi là mèo nhí đó, chúng ta ấy là diễn tả một cái người nào đó nhõng nhẽo và được thương mến vì sự nhõng nhẽo của mình. Và con mèo thì nó giữ của rất là kỹ đó, nên nhiều khi chúng ta ông bà cũng hay thường chê những ai mà keo, những ai mà giấu của là gì, giấu của như là mèo giấu kích. Chúng ta thấy mèo nó giữ của như thế. Thì con mèo trèo lên cây câu, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đằng xa, mua mắm mua muối dỗ cha chú mèo. Nó lên con mèo là luôn luôn muốn được người ta phục vụ, ngay cả con chuột là kẻ thù của nó cũng phải phục vụ nó. Và thưa ông bà và anh chị em, nói vui vui về cái tuổi mèo trong sách Tử Vi. Nhưng tuổi mèo chúng ta sẽ đi qua năm nay, nói về đời sống đức tin thì chúng ta học hỏi được gì ở mèo để rồi chúng ta cũng sống đời sống đức tin. Con mèo cho dù là ở trong rừng, mèo hoang hay mèo nuôi trong nhà, nó luôn luôn nhớ cái bản năng của nó, đó là mèo bắt chuột. Bất cứ ở đâu, dù ở hoàn cảnh nào, cái nhiệm vụ của nó thấy con chuột là nó bắt chuột. Nó luôn luôn nhớ cái nhiệm vụ của mình, cái trách nhiệm của mình. Và đó là một cái điều mà chúng ta có thể học được từ mèo. Người Kitô hữu cũng vậy, chúng ta luôn nhớ cái trách nhiệm của mỗi chúng ta, cái bản năng của chúng ta trong bí tích rửa tội là gì? Là con cái của Thiên Chúa, chia sẻ tin mừng, là ánh sáng cho đời, là muối men cho thế gian. Chúng ta luôn luôn nhắc nhở chúng ta, tôi là một phần của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Khi chúng ta nhận mình mà máu Thánh Chúa, chúng ta dở nên không chỉ là con cái của Chúa không, nhưng mà một phần của Ngài. Và chúng ta đừng quên trong năm tới những gì chúng ta làm, chúng ta được nhắc nhở. Đừng quên, như con mèo nó đã không quên cái trách nhiệm của nó là bắt chuột. Và chúng ta cũng không quên cái trách nhiệm của chúng ta là chia sẻ tình yêu. Our responsibility is to go out and share the good news, to love and care. Cái điểm thứ hai là con mèo thì nó không đi xa. Thường thường mèo nó chỉ tìm kiếm thức ăn và ở những cái nơi quanh quẩn của nó. Thì chúng ta đại khái là nó chấp nhận được cái hiện tại của nó. Chúng ta cũng học hỏi được cái sự khiêm nhường và sự chấp nhận của mèo, để rồi chúng ta không đòi hỏi thêm, nhưng chúng ta nhận thức được những gì chúng ta có trong đời sống, và chúng ta sống vui với những gì chúng ta có, thay vì chúng ta tiếp tục tìm kiếm những gì chúng ta muốn, những gì người khác có. Và cái điều mong muốn đó chúng ta không đón nhận được, không chấp nhận được, không nhận ra được những gì chúng ta có để tạ ơn Chúa, mà chúng ta chỉ ganh tị với những người khác, thì đời sống của chúng ta chỉ thêm stress mà thôi. Những ai luôn luôn sống đời sống tạ ơn thì những người sẽ có sự bình an trong tâm hồn. Chúng ta nghĩ lại xem, ngày hôm nay chúng ta mừng năm mới, chúng ta nhìn lại 30 năm trước, 40 năm trước, chúng ta đã đi vượt biên, chúng ta qua Mỹ, hai bàn tay trắng. Chúng ta đã phó thác, chúng ta có nhiều chị ở đây, có nhiều cô ở đây nói, mẹ ơi cứu con với, khi con qua Mỹ con sẽ đi tu. Nhưng mà khi qua Mỹ được mấy tháng lấy chồng rồi, cuối cùng bỏ lời hứa của mình. Chúng ta trên biển, chúng ta đã hứa những gì cho Chúa, chúng ta có cho Chúa tất cả những gì tốt đẹp nhất trong đời sống của chúng ta hay không? Hay chúng ta tiếp tục đòi hỏi Chúa, cầu xin cái này, cầu xin cái kia, và rồi khi đáp trả lại lời của Chúa thì chúng ta chỉ cho đi gọi là của dư thừa mà thôi. Đầu năm mới chúng ta suy nghĩ lại những ân sủng của chúng ta, và chúng ta cũng suy nghĩ lại những gì chúng ta đáp trả với Thiên Chúa. Hy vọng rằng tất cả những điều chúng ta làm trong năm tới, chia sẻ nhiều hơn, cảm tạ ơn Chúa nhiều hơn,
chấp nhận những gì chúng ta có nhiều hơn để tìm được sự bình an trong tâm hồn thay vì tìm kiếm những gì mà chúng ta cứ mãi tìm kiếm, những ganh tị, nhìn những người khác có thì chúng ta phải có, và chúng ta trở nên rất là buồn sầu khi chúng ta không đạt được những gì người khác có. Đặc biệt các em cũng vậy, trong tòa giải tội cho nghe các em nói rất là nhiều là người khác có phone hay có cái này, có cái kia, có xe mà cha mẹ mình không cho chúng ta cảm thấy buồn sầu. So we want more, and we do not spend time to appreciate what we have in order to give thanks to God and find joy in our life. Vậy hôm nay chúng ta đến để nguyện xin Chúa, lạy Chúa hiện hữu, xin cho con thêm sức mạnh, cho mọi người thêm vững chắc với niềm tin, cho muôn nơi thêm hạnh phúc thái bình, cho gia đình con ngày thêm thánh thiện. Với điều đó, thưa ông bà và anh chị em, chúng ta sẽ cảm tạ ơn Chúa, và luôn luôn mỗi ngày chúng ta đọc kinh lạy Cha, chúng ta nhớ xin cho chúng con lương thực hàng ngày đủ mà thôi, còn dư bao nhiêu thì dùng những thứ ấy để tạ ơn Thiên Chúa. Sống hào phóng rộng rãi thì chúng ta sẽ tìm thấy được sự bình an, vì cho đi sẽ được nhận lãnh. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính mộ Thiên Chúa ba ngôi. Ôi Cha nhân từ dựng nên trời đất muôn loài. Là ngôi hai, là con một Chúa Cha. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương săn sóc chúng ta trong tâm tình hân hoan ngày đầu xuân. Chúng ta hãy sốt sáng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa cho Hội Thánh luôn đồng hành với gia đình nhân loại để phục vụ hạnh phúc mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho mọi dân tộc trên thế giới, đặc biệt là dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta, trong năm mới này được thái bình thịnh vượng. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho những ai nghèo khổ gặp được sự chia sẻ cơm áo và có đủ lương thực hàng ngày. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta ngày càng lớn lên trong tình yêu của Chúa và luôn biết yêu thương nhau trong tình huynh đệ. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta đặc biệt cũng ngày hôm nay dâng lời nguyện đến cho đất nước Việt Nam của chúng ta sớm được có tự do, đặc biệt tự do tôn giáo, cũng như quyền tự do được chia sẻ tất cả những suy tư của chúng ta, để rồi mọi người cũng để được sống trong sự bình an, ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt những người nghèo luôn luôn được những người xung quanh chăm sóc. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời.
Lạy Cha, xin xưng nhậm lời chúng con cầu nguyện trong ngày đầu năm, để khi vui đón xuân, chúng con nhận ra Chúa là mùa xuân vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện lời và của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa đã trao cho loài người chúng con trách nhiệm trông coi vũ trụ. Nay chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa những lễ vật đầu xuân, chọn lựa trong tinh hoa của ruộng vườn. Xin cho chúng con không ngừng cảm tạ tri ân và chư toàn sư mệnh làm chủ trái đất. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi thân là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sáng tạo một loài trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời tiết bốn mùa thay đổi nối tiếp nhau. Riêng con người Cha đã tác tạo nên trong hình ảnh Cha và cho điều khiển mọi công trình kỳ diệu trong hoàn vũ, để họ thay quyền Cha làm chủ mọi loài. Và khi chiêm ngưỡng những kỳ công Cha đã thực hiện, họ hát mừng ca tụng Cha luôn mãi nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế chúng con dâng lời cảm tạ Cha và cùng với triều thần thiên quốc tuyên xưng Cha là Đấng toàn năng và tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hoa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cùng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thưa lên người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, trên người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nô vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, mau ra ước mời và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúa sống lại, cho
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa cứu khổ hình sinh đơn cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiền của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sông và thanh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hồi thanh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bồi dưỡng bởi mình và mau con Chúa và được tràn đầy thánh thần của người, thì cho nên một tinh thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho của lễ chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con thờ hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bà Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh tử đạo hiển vinh cùng toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội Thánh Chúa trên đường tứ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tới Chúa là Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Alberto chúng con, và cùng toàn thể hàng giám mục, giám sĩ khắp nơi, cùng tất cả dân viên Chúa. Xin Chúa thương nhận lời của gia đình Chúa mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn từ vọt con cái của Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bạn quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã liền khỏi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi mà chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lạy Chúa cứu thế và theo thế tức người dây, chúng ta ra nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy đã lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Giờ đây chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Chúc mừng năm mới.
Đây chỉ nên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiêng Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa hữu vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa là nhân mình và mau thân Đức Kitô, xin Chúa thương thực hiện lời chúng con cầu chúc cho nhau trong những ngày xuân mới, mà tuông đồ trên chúng con muôn phúc lộc đầy tràn. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Xin chúng ta an toàn. Kính thưa cha Clan, quý cha, quý quan khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong bầu không khí hân hoan chào đón năm mới sắp đến, chúng con xin thay mặt ban tổ chức lễ hội Tết Nguyên Đán năm 2023 kính chúc quý cha, quý quan khách
và toàn thể cộng đoàn một năm mới thật an lành và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô. Nhìn lại quá trình hoạt động của cộng đoàn Việt Nam chúng ta trong một năm qua, trước hết chúng con xin cảm ơn cha sở và tất cả các thành viên thuộc các ban ngành của giáo xứ đã dành mọi sự dễ dàng cho cộng đoàn Việt Nam chúng con trong các sinh hoạt phụng vụ, đồng thời khuyến khích và tạo cơ hội cho cộng đoàn chúng con trở thành một thành phần hữu ích trong cộng đoàn giáo xứ. Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn cha quản nhiệm. Mặc dù cha rất bận rộn với nhiệm vụ chánh sứ giáo xứ Giuse của cha ở Upland, cha vẫn không ngần ngại nhận thêm trách nhiệm linh hướng cộng đoàn chúng con tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức. Sự hy sinh và tình cảm quý mến cha dành cho cộng đoàn chúng con nói chung và cho ban mục vụ chúng con nói riêng thật là đáng trân trọng. Một lần nữa chúng con cảm ơn cha. Một cách rất đặc biệt, chúng con xin cảm ơn toàn thể cộng đoàn đã luôn hỗ trợ ban mục vụ chúng con trong các hai lĩnh vực tinh thần và vật chất trong suốt một năm qua. Chúng con thực sự xúc động trước những lời khích lệ và những đóng góp tài chánh của quý cộng đoàn dành cho các sinh hoạt mục vụ cũng như cho việc giúp giáo xứ trong các công trình tu sửa nhà thờ. Sự hỗ trợ của quý cộng đoàn chính là động lực thúc đẩy chúng con luôn cố gắng hoạt động một cách tích cực để không phụ lòng thương mến của quý cộng đoàn. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cả đoàn, hội các bà mẹ công giáo, đoàn Liên minh Thánh Tâm và tất cả các thành viên ban mục vụ đã hy sinh rất nhiều công sức để hoàn thành tất cả các công tác phục vụ một cách tốt đẹp. Chúng tôi tự biết sẽ không thể hoàn thành trách nhiệm của mình trong các sinh hoạt của cộng đoàn nếu không có sự trợ giúp của quý ông bà và anh chị em. Riêng trong việc tổ chức lễ Tết Nguyên Đán năm nay, chúng tôi xin cảm ơn quý ân nhân trong cộng đoàn đã giúp chúng tôi trong việc tổ chức, giúp nấu và phân phát thức ăn hoặc giúp đỡ tài chánh để chúng tôi có phương tiện trang trải các chi phí tổ chức. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại thành hòn núi cao. Xin quý ông bà, anh chị em ghi nhận lòng biết ơn rất chân thành của anh chị em ban mục vụ chúng tôi. Một lần nữa, chúng con xin cảm ơn quý cha và toàn thể quý vị. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được phép thay mặt cho ban mục vụ giới thiệu đến quý vị một số quý vị đã có công đóng góp cho cộng đoàn chúng ta trong suốt một năm qua. Và cũng nhân cái cơ hội Tết đến thì Chủ tịch Ban Mục vụ có một số quà để tặng cho các quý vị mà chúng tôi vừa trình bày đến quý vị, đặc biệt là quý cha, vì đây là một trong những cái phong tục tập quán của người Việt Nam chúng ta, Tết đến thì có quà tặng. Thì Fathers, as part of our Vietnamese tradition, we are going to have some gifts to be offered to you as a means of appreciation for all your support and encouragement. As I mentioned earlier, we will also offer some gifts to some members of our ministry who have assisted the Leadership Council in all activities related to our ministry. So, ladies and gentlemen, first of all, we're going to offer gifts to the pastor, Father Clarence, right? And then thank you, Father, for everything. We also have gifts to our chaplain, Father Thimory. Xin mời cha. Thank you. And of course, we will never forget Father Long. Ladies and gentlemen, this is a gift for Father Long. Thank you, Father.
Father Clarence, we also have gifts for Father Alfredo and also for Deacon Roberto. So please accept those gifts on behalf of them. Oh, you already gave to the pastor? Well, I already made the announcement, Father, so everybody knows. Và sau đây chúng tôi xin có một số quà để tặng cho hai pianist của ca đoàn, đó là chị Vũ và hai em đánh đàn. Xin mời chị Vũ và hai em đánh đàn nhận quà. We also have gifts for the altar boys. Where are they? Mười em giúp lễ đâu rồi? Oh, mời các em ra đây để nhận quà. Thank you very much. Cảm ơn các cháu. Và chúng tôi cũng có quà cho ca đoàn lớn và ca đoàn nhỏ. Xin mời hai vị đại diện của ca đoàn lớn và ca đoàn nhỏ. Và kính thưa quý vị, người nhận quà kế tiếp là một vị rất là đặc biệt. Kính thưa quý vị, đó là ca trưởng Kiều. Father, I'm not surprised. Và kính thưa quý vị, có hai vị trong cộng đoàn chúng ta mà lúc nào cũng sát cánh với ca đoàn để giúp cho ca đoàn có được một cái hệ thống âm thanh lúc nào cũng toàn hảo. Để cho quý vị cùng hát và dự thánh lễ một cách sốt sắng. Hai vị đó là anh Sơn và anh Hữu. Chúng tôi xin được mời hai anh đứng lên để nhận quà. And last but not least is a slideshow operator. Where is she? Kính thưa quý vị, chúng ta có một cô rất cô bé rất là dễ thương. Cô lúc nào cũng ở trên kia để chiếu slideshow cho cộng đoàn chúng ta sốt sắng tham dự thánh lễ. Vậy xin mời cháu. Cháu đâu rồi? The slideshow operator, where are you? Oh, you got stuck up there? All right. We want to send it to you. Thank you. Chúng con xin cảm ơn quý cha và cộng đoàn. Con cũng thay mặt quý cha xin cảm ơn cộng đoàn đã có quà cho quý cha cũng như sự sốt sắng để đến tham dự thánh lễ. Đó là món quà đặc biệt mà các cha nhận được khi chúng ta thấy nhà thờ đông đủ. Thì xin Chúa tiếp tục chúc lành cho công việc của chúng ta. Giờ đây chúng ta đứng lên để chúng ta nhận phép lành. Chúa ở cùng anh chị em. Xin cúi đầu để nhận phép lành. Xin Đức Chúa là nguồn suối mọi phúc lành ban cho anh chị em, muôn ơn tuôn đổ trên anh chị em dư tràn phúc lành của Ngài và gìn giữ anh chị em suốt cả năm được hồn an xác mạnh. Xin Đức Chúa gìn giữ anh chị em được vẹn toàn trong đức tin, ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cậy và cùng với lòng nhân nai thánh thiện được kiên vững đến cùng trong đức mến. Xin Đức Chúa xếp đặt ngày tháng và công ăn việc làm của anh chị em trong bình an của Ngài và xin Ngài nhận lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc và thương dần đưa anh chị em đến sự sống muôn đời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần tuôn đổ trên anh chị em và ở lại trong anh chị em luôn mãi.
Lễ xong chúc ông bà và anh chị em đi bình an.